Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cùng các bạn cây mai giấy thủy. Cây này mình nuôi tạm thiên nhiên các bạn. Cây này thì được nuôi cũng khá lâu rồi. Cây này thì nuôi khoảng 4 năm các bạn. 4 năm trước thì lúc đó là mình lấy về thì nó cũng là cái cây cũng được nuôi gần thành phẩm rồi. Nhưng mà cái tay cành của nó bé quá các bạn. Bé xíu mà vẫn không có cái chi này. Tay cành của nó bé tí à. Nó bé mà cái tỷ lệ nó không cân xứng các bạn. Thì sau đó mình đã có lên máy mình xịt sạch hết đất, hết rễ đi. Và mình cắt trụ hết các bạn, mình nuôi nối lại. Thì sau một thời gian mình nuôi nối và thấy cái tỷ lệ của nó cũng tương đối thôi. Tương đối nha các bạn, nó cũng chưa phải là tuyệt đối. Tại vì cái tay cành này các bạn, nó tay cũng to. Nhưng mà so với cái thân tỷ lệ thì mình vẫn chưa ưng lắm. Nhưng mà thực sự ra thì mình nuôi lâu quá các bạn, nó bị chai. Những nhánh này nó chai và nó lộn cái đầu lá các bạn. Tại cái nước của mình nó bị phèn, nó phèn nặng. Nên là cái lá nó hay bị vàng. Cứ thời gian mình thay đất, mình xịt hết đi thì nó xanh lại. Nhưng mà cứ gặp nước phèn là nó vàng các bạn. Nên là mình phải thu cành lại để cho nó phóng thực mới, cho nó tái tạo bộ rễ các bạn. Còn để nó già quá thì nó cũng không phát triển nữa. Và nó không có lấy non, nó không phát triển nữa. Thì cây nó sẽ đứng lại. Thì sau khi mình cắt được này mình cắt được khoảng hơn 2 tháng các bạn. Thì cái cây nó đã ra được lụng linh tinh. Đó. Bây giờ mình sẽ lược bỏ những cái thực linh tinh đi để mình định hình và mình uốn lại. Cái ngọn thì nó vẫn chưa có ok đấy các bạn có thể xem. Đây, cái ngọn này. Đó, cái ngọn này thì mình vẫn phải thả tiếp các bạn. Thả nó mới cắt xuống dưới đây này. Đó, nó chưa có to nhìn nó chưa cân đối mấy, còn mấy cái chi ở bên dưới thì nó cũng tương đối là ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lược bỏ và mình định hình lại để mình nuôi thả tiếp các bạn. Nói chung là nuôi một cái mai giấy thủy thì nó đòi hỏi cái thời gian rất là lâu, cực kỳ lâu và công phu các bạn. Thì các bạn cứ hỏi anh em miền Tây, trừ những hàng chợ thì không nói các bạn, những hàng mà nuôi bonsai đấy. Những anh em miền Tây nuôi những cây to 5, 7 năm, 10 năm, mười mấy năm các bạn mới làm một cái cây. Nuôi không chịu lớn, đó là ở miền Tây nha các bạn. Còn mình ở Đồng Nai thì nuôi còn khó hơn nữa. Miền Tây anh em nuôi một cái cây như vậy, anh em nuôi một cái bồn tấn, cái bồn cực kỳ bự luôn. Cái bồn cả người ôm, hai người ôm các bạn, là cao cả mét đấy. Cho vào đủ các loại phân vào đó. Và đất phù sa nó, mặt ruộng các bạn. Tại dưới đó thì nó là thổ nhưỡng. Đất phù sa thì cây máy thủy nó rất là hợp, nó phát triển rất là mạnh. Còn là như mình ở Đồng Nai này nuôi cây này nó rất là chậm các bạn. Cực kỳ chậm luôn. Đó, nên nuôi gọi nuôi cho vui thôi các bạn. Chứ bạn nuôi để nuôi một cái cây mà để mà nó thành phẩm mà bán thì thôi quá là công phu các bạn, mất quá nhiều thời gian, mình không có thời gian để nuôi kiểu đó nữa. À, anh em dưới miền Tây này chấn bồn xong để đó nuôi luôn, bắt đầu là gần thành phẩm nhất vô trong cái chậu. Còn trên mình nuôi vậy không được các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt được bỏ những cái chi linh tinh. Rồi mình đã lược bỏ những cái chi thừa và các bạn thấy là ở trên mỗi cái mặt cắt này các bạn thì mình lấy khoảng từ 2 đến 3 chi thôi, 3 nhánh này thôi, còn các bạn lược bỏ hết tại không bị mốt ra ngoài này. Khi mà cắt nhật lại thì những chi ngoài là mình sẽ nhân 3 nữa các bạn, 3 thành 9 thì nó sẽ dày từ từ lên. Chứ các bạn không có thể để một rồi hoặc để nguyên một lùi chỗ này này nó cũng không có nối cây các bạn, mà phải nối từ từ rừ ra. Đây các bạn, trên mỗi mặt cắt là mình sẽ lấy 2 thôi. Trước này mình làm mình cắt mình lấy có 1 các bạn nối ra đây, bây giờ mình cắt lấy 2. Và các bạn trên mỗi mặt cắt này các bạn nhớ là phải mình phải cắt cho nó tới ngay cái điểm mà cái nhánh này nó mọc các bạn.
Nó nếu nó mọc ở đúng cái nhánh thì thôi, còn nếu không thì các bạn phải cắt để cho cái nhánh này nó lên các bạn. Nó lên thì nó mới nuốt được cái sẹo. Chứ không là nó không nuốt. Đây các bạn này, nuốt này, nuốt như vậy này. Còn nhánh to quá thì các bạn phải thả hoang thì nó mới nuốt. Còn không thả hoang thì nó không nuốt. Và cái nhánh này nó chưa đủ to để nuốt những cái nhánh mặt sẹo lớn này các bạn. Đây, nằm ngay không cần cắt. Đây mình cũng phải cắt như vậy. Đó, cắt gọn gàng lại, sạch sẽ lại thì cây nó mới nuốt sẹo nhanh được các bạn. Và mình phải thả hoang, không thả hoang thì cây không bao giờ nuốt sẹo các bạn. Nó hay bị lủng cái thân. Bây giờ mình sẽ thế này mình uốn. Rồi, ok, mình đã uốn xong rồi các bạn. Xíu nữa mình sẽ dùng keo mỹ tiến, keo nền sẹo mình bôi đây để cho nước nó đỡ vào, nó đỡ bị mục các bạn. Đó, đây, sau khi mình uốn xong thì các bạn có thể thấy là cây nó đã gọn gàng hơn các bạn. Đấy, thì nó đã trực bút măng hơn rồi. Cái nhánh này bây giờ mà ngọn này các bạn cũng phải to cấp, nó dùng gấp đôi cái này, to hơn cái này. Cái này to cỡ bằng này các bạn. Đấy, nó phải bằng cổ này này. Nằm trên đây thì các bạn cắt giật xuống đây, nó mần nó ra đây, nó ra đây, nó ra đây, các bạn nối lên và nối ngọn này, cái ngọn cao nhất thì tổng thể nó cao nhất của cái cây nó chỉ tới đây thôi các bạn. Đo thì đất lên thì nó khoảng tầm 30 cm thôi chứ không có nhiều. Cái hoành này thì nó khoảng 40, hơn 40 các bạn, nhưng mà cái chiều cao á, các bạn muốn nuôi cái chục búp măng và nó cây cổ thụ thu nhỏ mà lùn lợp thì các bạn phải làm cái ngọn tới đây thôi, đỉnh ngọn cao nhất. Và khi cái nhánh này nó lớn lên thì nó bằng tầm cái này các bạn. Đó, bạn cắt đây, cắt đây, cắt đây, mà bạn đã nối ra thì cái tổng tàng của được nó chỉ tới đây là hết rồi. Đó, nó vòng xuống như cây cổ thụ thu nhỏ đó. Thì nói chung là cái đấy thì cứ ở tương lai đòi hỏi cái thời gian rất là nhiều các bạn. Làm sao cái cây này nó phải lớn lên được thì mình mới cắt dịch lại được, không lớn thì mình không thể cắt được các bạn. Cắt thì vẫn chơi được đấy, nhưng mà nó vẫn dày tàn đấy, mà những cái cây nó rớt, tay cành nó yếu ớt, nó không có tỷ lệ, nó không cân xứng các bạn. Không còn xuống cái cây nhìn nó không có đã. Và cái tương lai thì cây thì nó không có giá trị. Còn cái cây mà khi nuôi càng lâu mà đúng tỷ lệ và sẹo chích nó liền lạc rồi, nó ổn định rồi thì tay cành nó tỷ lệ rồi thì giá trị rất là cao. Các bạn có thể biết là những cây mái thủy nó vài tỷ là bình thường các bạn. Ở miền Tây á, anh em có nhiều cây mái thủy vài tỷ là bình thường. Những cây nó hoành cả trăm, hơn trăm, nuôi mười mấy năm, rất là công phu, chuẩn chỉ, tay cành côn rút rịt lại. Đó, và mình nuôi cây này thì mình nuôi theo kiểu gọi là nuôi theo tỷ lệ chơi thôi các bạn. Còn cái cây phôi của mình thì nó cũng không được đẹp, là mình chơi cho nó có cây và nuôi cho đúng thôi các bạn. Chứ còn để cái cây mà nó đạt được cái mong muốn của mình, cây phôi không là giá trị của nó đã biết bao nhiêu tiền rồi. Chứ đừng nói là cây mà nuôi thành phẩm các bạn. Đó, đây mình quay vòng sơ các bạn xem một vòng. Cây này cũng nu, cây này mình cũng lấy ở dưới Bến Tre về đó các bạn. Nhưng mà mấy năm rồi mà nó cứ lù lì với nó không chịu lớn các bạn. Nó lớn đâu, nó già đó, nó trắng bạch ra luôn. Nhưng mà cây nó đâu, tay cành nó đâu chịu lớn đâu. Để mình cắt. Tính mình nuôi thì mình thích nuôi cây nó phải cho nó tương đối các bạn. Nhìn nó phải được một tí. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.